Giáo phận Quy Nhơn, giáo xứ Trôn Hoa Châu, giấy xác nhận con là linh mục Philip Phê Phạm Cảnh Hiển, quản xứ Hoa Châu, xin xác nhận với cha Du Xe Nguyễn Đình Trương là giáo dân giáo xứ Hoa Châu. Anh Trương đang bị bệnh hiểm nghèo, xin cha thương giúp anh. Xin chân thành cảm ơn cha, xin Chúa chúc lành cho cha và công việc chữa bệnh của cha. Hoa Châu ngày 3 tháng 7 năm 2018. Linh mục Philip Phê Phạm Cảnh Hiển, giáo phận Nguyên Nhơn. Nguyên tắc của cha đã nói là không thay đổi. Nguyên tắc của cha đã nói là đến ngày 1 tháng 7 thì các linh mục quản xứ phải dẫn con chiên về đây trị bệnh, cũng như là các sư trụ trì dẫn Phật tử về, cũng như là chính quyền chữ thập đỏ xã dẫn dân về khám bệnh, với điều kiện phải đem mộc về đây ký tên và đóng mộc vào. Đó là nguyên tắc của cha đưa ra. Thì nguyên tắc của cha đưa ra ngày 1 tháng 7 là các linh mục quản xứ dẫn về thì linh mục phó xứ không được. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì đức giám mục giáo phận dẫn về, đức giám mục phó không được. Và khi đức giám mục giáo phận dẫn về phải đem mộc về để ký tên và phải xin cha để chữa trị cho con chiên. Đến ngày 1 tháng 4 thì Đức Hồng Y dẫn con chiên về và phải đem mộc về để ký tên và phải xin cha để chữa bệnh cho con chiên. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2019 thì Đức Giáo Hoàng dẫn về. Điều cha đã ban hành thì đã ban hành. Vậy giấy này cha sở đã ký ngày 3 tháng 7 không được. Nhận anh. Anh hãy thông cảm và đi về bình an ha. Chừng nào cha xứ dẫn anh vô đây thì cha sẽ cứu anh nha. Tuy mặc dù anh ở ngoài Quy Nhơn vô đây nhưng anh đã sai nguyên tắc thì cha không cứu anh. Vậy chúc anh đi về bình yên nha. Hôm nay cha muốn nói một số chuyện cho các bệnh nhân nghe. Thì trong này cũng có một số bệnh nhân chuẩn bị đuổi, chứ không phải là bệnh nhân nào cũng tốt. Ai cảm thấy mình sắp bị đuổi thì tự biết trong lòng nha. Cha đã từng nói với mọi người rằng cha vì cha khó cho nên cha luôn nhắc nhở. Vì cha khó cho nên cha nhắc nhở, cha nói nguyên tắc của cha trước. Thành thử ra đến giờ sai pháp đồ thì cha đuổi, không ai có thể xin xỏ được. Ví dụ như hai anh chị mới thì ở ngoài Quy Nhơn vô đây thì đã không đúng tiếng, không đúng ngày của cha là phải đi về, bà con thấy rõ ràng. Anh chị em thấy rõ ràng.
dù là ông cha sở cái tên xin cha chữa bệnh cho con chiên nhưng không nhận được. Vậy trong 3 tháng đầu này linh mục quản sứ dẫn về thì là linh mục quản sứ dẫn về. Còn nếu như 3 tháng tới nữa mà linh mục quản sứ dẫn về vẫn phải bị đuổi cha con đi về như vậy, phải là đức giám mục dẫn về. Mà nếu 3 tháng kế tiếp mà giám mục dẫn về vẫn phải bị đuổi giữa cha con đi về như vậy, rồi 3 tháng kế tiếp mà hồng y dẫn về vẫn phải bị đuổi y như vậy, mọi người có thấy chưa? Mấy thầy có thấy gương chưa? Đó là nguyên tắc làm việc của cha. Vậy bây giờ cha nhắc cái tinh thần sống đạo ở đây. Tất cả anh chị em đang có mặt ở đây gọi là bệnh nhân nan y, đạo Phật gọi là bệnh nghiệp. Bệnh nghiệp có nghĩa là đời trước mình đã gieo thù khúc quán, rồi đời này mình đã sát sanh hại vật, cho nên mình phải mắc cái bệnh nghiệp, mình phải trả cái nghiệp này. Đó là đạo Phật đã gọi là bệnh nghiệp. Còn trần gian khoa học hay là xã hội mà không có tôn giáo nào thì cái bệnh này người ta gọi là bệnh nan y. Nan là khó, hoặc là bệnh hiểm nghèo. Bệnh này ít người bệnh lắm mà bệnh chữa không được. Hoặc là bệnh này được gọi là bệnh quái ác. Bệnh gì mà nó ác ôn quá, nó cướp đi mạng sống của con người. Rồi đạo Thiên Chúa mình thì cho rằng cái bệnh quái ác với cái bệnh nghiệp này đạo Thiên Chúa không cho là bệnh. Đạo Thiên Chúa cho là Chúa thương, Chúa thử thách, chứ không là Chúa không cho đây là bệnh. Đạo Thiên Chúa không cho đây là bệnh. Nhưng Chúa dạy chúng ta các bệnh này gọi là đền nợ máu chứ không phải là bệnh. Khi chúng ta gặp những cái căn bệnh này thì đó không phải là bệnh mà đó chính là đền nợ máu. Vì chúng ta đã đi sai đường lối mà Đức Chúa Trời đã dạy ra cho con người. Do vậy mà chúng ta đền nợ máu. Ngày ngày chúng ta đau khổ, chúng ta đối diện với khó khăn, bệnh tật, hiểm nguy. Đó gọi là đền nợ máu. Vậy hôm nay cha dạy anh chị em một cái tinh thần sống đạo đức. Vì cái tinh thần sống đạo đức này dựa trên lời Chúa chứ không phải là dựa trên cái lời của phàm nhân. Dựa trên lời Chúa là Chúa dạy chúng ta rằng các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết giờ nào kẻ trộm sẽ đến để đào ngạch khoét dách nhà mình. Đây là lời Chúa. Những người công giáo xin giơ tay lên kìa. Những ai là người công giáo? Rồi xin để tay xuống. Vậy tất cả những người công giáo có công nhận đó là lời Chúa không? Hả? Lời Chúa dạy là anh em hãy tỉnh, vì anh em không biết giờ nào kẻ trộm sẽ đến, chúng nó sẽ đào ngạch khoét dách nhà mình. Vậy cái câu này chúng ta phải hiểu như thế nào cho đúng để chúng ta sẽ tỉnh thức. Thứ nhất là chúng ta, cái nhà của mình đây có phải là một căn nhà không? Nhưng ở đây Chúa đang nói đến cái căn nhà thân xác của chúng ta. Thân xác của chúng ta, Chúa muốn nói là thân xác chúng ta là một căn nhà. Vậy thì ở trong Kinh Thánh cũng có dạy chúng ta rằng thân xác của chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh, Thánh Thần. Vậy đào ngập khoét dách nhà mình, vậy cái nhà của mình chính là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vậy nhà của mình, đền thờ của Chúa Thánh Thần chính là thân thể của chúng ta. Thân xác của chúng ta chính là cái nhà của chúng ta, và thân xác của chúng ta chính là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vậy thì Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta hãy tỉnh thức, vì không biết ngày nào ma quỷ nó sẽ đào ngạch, nó sẽ khoét dách nhà mình. Vậy thì
cái chữ tỉnh thức để cho ma quỷ không đào ngập, không khoét vết cơ thể mình. Đào ngập có nghĩa là mình ví dụ đơn giản là giống như đào một cái ngạch, là đào nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như là môi cái ngạch, cái góc nhà đó gọi là đào ngạch. Ví dụ như mình bị cảm mạo bốn mùa là một hình thức, là mình bị đào ngạch. Còn nếu mình bị ung thư thì là một hình thức mình bị khoét vết. Mình trong cơ thể mình bị một khối u thì nếu mình không chữa trị thì nó từ từ nó bung ra, không bung ra khối u ban đầu nó nhỏ thôi, rồi mình không chữa trị nó lớn, nó phải thành một cái lỗ không? Nó thành một cái lỗ chản là trong cơ thể mình, có nghĩa là nó bị môi một lỗ chản. Vậy Chúa dạy chúng ta phải tỉnh thức, vì không biết giờ nào kẻ trộm sẽ đến đào ngập các giáp nhà mình. Cái chữ tỉnh thức này chúng ta phải làm sao để ma quỷ không đào ngập các giáp. Chữ tỉnh thức này chúng ta phải trở về với con đường mà chính Thiên Chúa đã dạy ra cho chúng ta đi, đó là ăn cây cỏ mà chúng ta, và đó chính là thức ăn của con người. Mà nếu chúng ta đi vào thức ăn này thì chắc chắn một điều là ma quỷ nó sẽ khó đào ngập khoét vết nhà chúng ta. Có nghĩa là khi chúng ta ăn thức ăn cây cỏ hàng giống thì cái chuyện cảm mạo bốn mùa nó khó đến với chúng ta, và cái chuyện ung thư hay là bệnh hiểm nghèo hay là bệnh nghiệp nó sẽ khó đến với chúng ta, bởi vì chúng ta đã ăn đúng cái thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dạy cho chúng ta. Nó là như thế. Vậy chúng ta phải nhớ rằng chúng ta có Thiên Chúa là đứng vào lòng chúng ta đã dạy cho chúng ta rất là rõ. Mà tại sao ngày hôm nay chúng ta để cho ma quỷ nó khoét vết nhà chúng ta? Là bởi vì chúng ta không tỉnh thức. Mà chúng ta không tỉnh thức là bởi vì chúng ta hiểu sai đường lối của dạy. Ở đây cha không muốn nói hội thánh hiểu sai, tại vì hội thánh là chỉ có 1.2-3 trăm ngàn người trên vũ trụ này thôi. Cho nên hội thánh công giáo chỉ là một góc nhỏ trong xã hội này, trong vũ trụ này. Cho nên hội thánh hiểu sai lời Chúa, điều này không có gì gọi là ngạc nhiên cả. Tại vì hiện nay vũ trụ này gần 8 tỷ người. Vậy thì chỉ có 1 tỷ mấy người công giáo mà hiểu sai đường lối của Đức Chúa Trời thì không có gì gọi là ngạc nhiên hết. Đối với cha thì không có gì gọi là ngạc nhiên. Nhưng điều mà cha muốn rằng không phải hội thánh sửa mình mà cả nhân loại trên vũ trụ này phải sửa mình. Vì hiện nay nhân loại trên vũ trụ này đã đi sai đường là ăn động vật, là chấp nhận động vật là thức ăn của mình. Chỗ này là chỗ nhân loại đang sai. Mà nếu chúng ta không sửa mình, đồng nghĩa với lời Chúa dạy là chúng ta không tỉnh thức, thì cơ thể chúng ta sẽ bị khoét vết đào ngập. Nhất định sẽ có những bệnh sòn sòn, rồi nhất định sẽ có những bệnh lớn hơn là hiểm nghèo, là ung thư hay là bệnh nghiệp. Vậy chưa? Vậy thì điều cha mong mỏi rằng không phải hội thánh sửa mình mà cả nhân loại trên vũ trụ này phải sửa mình và phải chấp nhận cây cỏ mang hạt giống là thức ăn cho bản thân của mình. Và điều này ta nói ở đây không phải là điều cha tuyên bố, nhưng điều này ta nói đây là điều Chúa đã phán cho chúng ta, cho những người trên vũ trụ này, trên hành tinh này. Còn những hành tinh khác thì cha không biết, vũ trụ này nó có biết bao nhiêu hành tinh. Ở trên hành tinh này nó có gần 8 tỷ người, thì Đức Chúa Trời là Thiên Chúa đã dạy cho những nhân loại trên hành tinh này là phải ăn cây cỏ mang hạt giống. Còn những hành tinh khác, cha không ở trên đó, cha không ở những hành tinh đó, cha không biết. Nhưng mà trên vũ trụ này có rất nhiều hành tinh.
chứ không phải chỉ có một hành tinh chúng ta. Vậy cái hành tinh mà 8 tỷ người đang ở đây là phải trở về với cái con đường mà Đức Chúa Trời đã định ra là ăn cây cỏ mà hạt giống. Vì đây là điều mà Thượng Đế đã an bài cho con người. Và khoa học lần bước phát triển đã khám nghiệm ra cơ thể con người không dung nạp động vật. Khoa học cũng đã chứng minh cho con người hiểu được rằng cơ thể của con người là một hàm răng bằng để ăn những thức ăn cây cỏ, gọi là ăn thực vật hay gọi là ăn thảo mộc, hay là cái đường ruột của con người, hay là thận của con người không có, nó không có hoạt động gì đó về thức ăn đạm động vật, hay là ruột của con người nó dài gấp 12 lần chiều cao của chúng ta. Vậy thì nó không, nó đi qua từng ngõ ngách, nó có nhiều đường cong điểm uống, nó có nhiều lồi lõm điểm uống. Khi chúng ta nạp dung nạp động vật vào thì cơ thể chúng ta nó không chống đỡ. Đến một ngày nào đó cơ thể chúng ta nó đã gục ngã một cơ quan nào trong cơ thể thì chúng ta sẽ bị đào ngạch khép dấp. Do vậy mà chuyện giáo hội Công giáo không hiểu được lời Chúa chỗ này, chuyện này không lớn. Cái chuyện lớn ở chỗ là hiện nay rất nhiều người hiểu được Chúa dạy ăn cây cỏ mà hạt giống, và cũng rất nhiều người nắm được, bắt được kịp thời khoa học tiên tiến đã dạy chúng ta là con người không dung nạp động vật. Vậy thì những ai mà đã nhận ra được Chúa dạy ăn cây cỏ mà hạt giống, những ai đã nhận được kiến thức khoa học dạy chúng ta không dung nạp động vật, thì chúng ta hãy mau tỉnh thức. Chúng ta hãy mau trở về với lời của Chúa dạy là hãy tỉnh thức. Vì không biết ngày nào, giờ nào cơ thể chúng ta sẽ bị phá hủy do chúng ta ăn động vật. Đó là điều mà cha khuyên anh chị em hãy cố gắng trở về với con đường của Chúa dạy. Điều cha khuyên kế tiếp là chúng ta sống trong những ngày khám bệnh, chúng ta phải tuyệt đối không đài ải những người nuôi mình. Bởi vì cái điều này nó là điều không có lợi cho bệnh nhân. Tại sao bệnh nhân đài ải con cái của mình? Là vì chúng ta không hiểu, chúng ta đã đi sai đường, chúng ta phải đền nợ mắt. Mà chúng ta tưởng rằng con đẻ của mình đẻ nó ra, mình nuôi nó từ nhỏ tới lớn, bây giờ mình bệnh tật, nó phải cung phụng mình, cơm bưng nước rót cho mình. Điều đó sai. Chuyện đó là chuyện nó phải hiếu thảo. Nó không hiếu thảo, nó sai. Nhưng mình đã đi sai đường, mình phải chấp nhận đền nợ mắt. Cha nói vậy mọi người có hiểu ai là đài ải con cái chưa? Hả? Thí dụ như mà bà mới vô là bà Nguyễn Thị Liên, ung thư phổi. Bắt đầu từ hôm nay cha không muốn nghe bà đài con của bà nữa. Bà nghe rõ không? Ừ, cha không muốn điều này xảy ra. Hôm nay cha thông cảm cho bà là bởi vì bà mới vô hôm nay được gần một tháng, bà cũng đã vượt qua cái chết đến cái sự sống rồi, thì cha không muốn bà đài con cái. Chẳng qua bà chưa hiểu mà bà đài. Hôm nay bà đã hiểu rồi, đây là cái nợ bà phải đền. Khi nào con cái của mình nó thương mình, nó cung phụng cho mình, điều đó là điều mình đáng mừng. Mình dạy cho nó, con ơi phải biết hiếu thảo với cha mẹ, còn mẹ thì không đài con, bởi vì đây là cái nợ mà mẹ phải đền nha. Bắt đầu từ hôm nay cha không muốn nghe nữa, vì nếu trật đó là sai với phác đồ của phòng khám, cha không muốn nghe. Chắc là cho đủ ngay, cho nhắc một lần.
Riêng về chị Lưu Thị Phượng, vào cái ngày cha nhận mệnh chị đó là ngày mấy cha quên rồi, nhưng mà cái clip mà cha nhận mệnh chị đó là ở phút thứ 9, là cha có nhắc chị rõ ràng như ban ngày. Do bởi cái căn bệnh của chị bây giờ nó khoa học không còn can thiệp được nữa, thì giờ đây chị phải để cho ban viện chẩn họ can thiệp vào. Họ muốn làm cái gì trên chị thì chị phải chấp nhận. Và cái hồ sơ bệnh án mà chị đem đến đây, đó là hồ sơ bệnh án của bệnh viện. Còn khi đến đây rồi thì đây không phải là người khám bệnh, đây không phải là người là mổ xẻ như là bệnh viện, nhưng mà ban này được gọi là ban viện chẩn điều khiển liệu pháp. Thì cái ban này được quyền trên bệnh nhân. Khi bệnh nhân ung thư tử cung thì được quyền nhìn tử cung và được quyền ghi lại hình ảnh để nghiên cứu. Anh chị em có đồng ý không? Ngược lại bệnh nhân Phượng này không chấp nhận chuyện này. Dự kiến ngày hôm qua sẽ đuổi chị, nhưng mà ngày hôm qua chị không còn phản ứng nữa, thì chúng tôi tha thứ cho chị một lần. Chứ đúng ra ngày hôm qua là chúng tôi đã lên kế hoạch hết. Nếu ngày hôm qua mà chị phản kháng như ngày hôm trước là chị phải ra khỏi phòng khám ngay tức khắc. Thì chúng tôi nhắc chị một lần nữa để cho chị ý thức rằng ở đây chúng tôi không muốn nhìn điều đó. Nhưng cái sứ mệnh của chúng tôi trị bệnh mà không cho chúng tôi nhìn chỗ đó, chúng tôi không thể nào nhìn cái chỗ bệnh, chúng tôi không thể nào chúng tôi viện chẩn được. Các bệnh nhân có công nhận chỗ này không? Bây giờ mua trâu vẽ bóng lên cho em dám mua không? Ngày mai mình đi mua con trâu, bắt đầu bây giờ mình chưa thấy mặt trâu mà nó lên hình vẽ, nó vẽ cho mình con, thì mình đi lại mình mua con trâu đó. Đi cưới vợ cho con có cần thấy mặt nhau không? Hả? Không thấy cưới được không? Đi chữa bệnh bác sĩ mà bác sĩ không biết cái chỗ đó là chỗ nào thì bác sĩ chữa được không? Phải vậy nha. Cho nhắc lại chị Phượng lần cuối nha. Nếu như mà chị Phượng không đồng ý thì chị Phượng đã sai phát đồ, mà sai phát đồ thì sẽ bị đuổi ra phòng khám. Người kế tiếp đã sai phát đồ phòng khám đó là Đoàn Quốc Trung. Đoàn Quốc Trung đã sai phát đồ lần này là lần thứ ba. Lần thứ nhất là Đoàn Quốc Trung đã ăn uống trong phòng khám, trong phòng nghỉ, trong phòng trọ. Lần thứ hai Đoàn Quốc Trung đã làm giấy lợi và hứa cam kết sẽ không sai phát đồ. Cho đến ngày hôm nay thì vợ con đã sai phát đồ là nấu thức ăn trong phòng. Và ở đây không ai mét cả, mà ban viện chẩn chúng tôi đi tới nơi kiểm tra nguyên căn. Ban viện chẩn này chỉ cần cha đã cho ban viện chẩn này một cái quyền quyết định là đuổi tại chỗ, không cần phải tâu với cha. Vậy thì Đoàn Quốc Trung hôm nay sẽ ra khỏi phòng khám, không còn lý do để xin sỏ. Nhưng cha ân huệ cho một cái từ bi. Do bởi là Đoàn Quốc Trung này trong tháng này sẽ hết bệnh, vậy thì bắt đầu từ hôm nay trở đi, vợ chồng Đoàn Quốc Trung phải về quê. Cha cho một cơ hội là đi khám nghiệm ở Ninh Thuận gì đó. Nếu ở ngoài đó mà chứng nhận mình đã hết siêu lao kháng, gọi là bệnh nan y phổi, nếu mà bệnh viện ở ngoài đó chẩn đoán đã hết bệnh, thì muốn trở về đây làm giấy xác nhận để mình hết bệnh ung thư, để mình về mình trình làng, để mình trở thành một người sạch bệnh, thì cha sẵn sàng đón nhận trở về đây, cha ký xác nhận cho. Ngược lại, nếu Đoàn Quốc Trung về ngoại mà khám nghiệm mà còn bệnh chút đỉnh chưa tiệt căn, thì cha cho phép trở lại đây trị bệnh một mình, vợ con không được đi theo. Đoàn Quốc Trung có nghe cha nói rõ không? Có đồng ý với cái hình phạt này không? Hả? Xin mời anh đứng lên anh trả lời cho cha, có đồng ý với hình phạt này không? Đồng ý là bởi vì anh đã sai, đúng không? Vợ có đồng ý không? Đáng lý ra hôm nay ngày đi khám nghiệm chung với Đoàn là ngày thứ tư. Thứ tư là ngày 10. Để anh nhắn lát cho nó tới đó, mình có biết ngày
Đáng lý ra là ngày thứ tư này con sẽ cùng với đoàn lên trung tâm hòa hảo khám xét, để về nay cha làm cho con giấy xác nhận. Nhưng vì con không sai mà vợ con sai, ở đây con phải lãnh cái hậu quả này, vì con không dạy vợ con được. Vậy cha cho con một cơ hội là con về quê con, nơi nào mà nó nói con bệnh phổi đó thì con về đó con xét nghiệm. Nếu nơi đó nó nói con hết thì con muốn cha xác nhận để con trở về quê hương của con trình làng thì cha sẽ xác nhận cho con. Còn nếu quê hương của con mà nó nói con còn chút đỉnh chưa hết hẳn thì cha cho phép con trở lại một mình vợ con không được đi theo. Con có mãn nguyện với cái hình phạt này không? Rồi, con có nói thêm ý kiến gì không? Vậy, mời tụi con ngồi xuống. Cha xử lý xong rồi đó nghe. Có ai xin xỏ gì được không? Giờ đây không ai có quyền xin cả. Xin nó đuổi luôn cái người xin. Cha đã nói, đối với cha là cha khó vậy. Chị Huệ có công nhận cha nói mỗi ngày nó khó không? Cha khó đó là khó dễ đó nha. Phải nghe lời cha mới cứu mạng được. Vì hiện nay không nghe lời cha không cứu mạng được. Tối hôm qua có một anh chàng, có một nói anh chàng thì nói hơi ông này là nói chuyện cha, hồi cha hỏi ông bao nhiêu tuổi, ông nói ông 75 tuổi. Ông là người Canada, người Việt Nam sinh sống tại Canada và chức phận đầy đủ, nào là làm đủ thứ công việc của y khoa, rồi con cái ra là bác sĩ nổi tiếng ở bên Canada, và ổng đang làm việc với Hà Nội với Sài Gòn. Thì ổng điện cho cha vào lúc 6 giờ chiều, mà cha chiều nào cha cũng nói chuyện với anh của cha, anh của cha ở bên Mỹ á, ảnh thích nói chuyện với cha lắm, ảnh chia sẻ với cha về những căn bệnh này. Cha mới nói với anh của cha, nó thiệt ra tôi nói thiệt với anh đó, tôi cũng có biết gì đâu khám bệnh này, ơn Chúa chỉ thôi chứ tôi biết gì đâu khám bệnh. Nhưng mà cuối cùng thì cái ông 75 tuổi này, ông đã nói chuyện với cha nhiều lắm, nhưng mà ông nói hiện nay nhiều người đang để ý đến cha để mà hỗ trợ phòng khám cho cha về mặt y học, về mặt dụng cụ, còn về mặt khám ung thư không ai dám ủng hộ, không ai dám ý kiến với cha hết, bởi vì không ai làm được hết nên người ta không ý kiến. Cha nói về mặt phòng khám thì cha có rồi, còn về mặt là tiền bạc cho không cho đâu cần, phải không? Rồi về mặt là chăm sóc bệnh nhân cha nuôi được, bởi vì bệnh nhân cha thương cha lắm, nó ăn cháo trắng mà nó không có làm cho cha khổ, nó ăn cháo trắng. Vậy ổng mới nói với cha rằng là cha muốn điều gì, con chúng con và các đại gia ở các nước sẽ làm cho cha được không? Thì cha nói là bây giờ là trong tương lai cha sẽ xin phép nhà nước cho cha xây một cái nhà thương lòng Chúa thương xót, trên đó chứa khoảng 500 giường bệnh chữa ung thư, chữa các bệnh nhân. Thì ổng nói chuyện đó, nói ổng là như trở bàn tay. Cái chuyện chữa ung thư mới là khó với các đại gia, với các nhà nghiên cứu. Còn cái chuyện chữa, cái chuyện mà xây nhà bao nhiêu tầng, bao nhiêu lầu, làm đường, làm sát, chuyện đó nó dễ như trở bàn tay thôi. Chuyện mua dụng cụ y tế nó khó khăn nữa. Chuyện mà nghiên cứu để chữa ung thư mới là chuyện khó. Hẳn nè, vậy thì cha cũng nói với ổng rằng đối với cha có bốn loại tiền cha không nhận. Loại thứ nhất là tiền bất chính. Tiền bất chính là tiền mua gian bán lận, mua quan tư bán quan tám, gửi về đây cho cha làm bác ái, cha bác tiền đó liền. Đồng tiền thứ hai là đồng tiền bất minh. Bất minh là không trong sáng. Vợ cho cha, chồng không biết, con không hay, cha không nhận. Đồng tiền nó làm bác ái không có nghĩa. Đồng tiền thứ ba là đồng tiền máu tanh. Máu tanh là
bán heo, bán gà, bán bò, bán vịt, bán trâu, bán hổ, bán rắn, bán rít, bán tét, vân vân. Đồng tiền nó gửi cho cha, không nhận. Đồng tiền thứ bốn là đồng tiền bất hiếu. Vừa được cha, được mẹ, được vợ, được con, được chồng, được bà, được chị, được anh vô đưa tiền cho cha làm bác ái, không nhận. Vậy cha có bốn loại tiền cha không nhận. Một là tiền bất chính, hai là tiền bất minh, ba là tiền nghịch tử, gọi là bất hiếu, bốn là tiền máu tanh. Vậy cha nhận có một loại tiền thôi, đó là tiền công chính. Khi anh đi mần ngày 100 ngàn, nuôi vợ 50 ngàn, chăm sóc cho gia đình 40 ngàn, uống cà phê 5 ngàn là 95 ngàn, còn 5 ngàn đưa cha 1 ngàn, còn lại 4 ngàn bỏ túi dằn ngày mai lỡ có bệnh, cha lấy 1 ngàn. Một ngàn nó có giá trị không? Cực kỳ 1 ngàn. Đối với Chúa chỉ cần một xu thôi, mà xu đó phải là xu bằng mồ hôi nước mắt của mình. Vậy thì cha nói liền với cái ông người Canada đó, người Việt, người Canada gốc Việt, cha nói nếu cha đưa ra một cái dự án mà 50 tỷ mà ông đưa ra cái dự án 60 tỷ đưa cha 50 tỷ ông còn dư 10 tỷ là ông chết, ông cho phép cho nó. Vì cha là cha, chứ nếu vì cha là con hay là ông nào đó thì tôi đưa ra 50 tỷ và ông đưa ra 100 tỷ ông còn lời được 50 tỷ. Cha không cho phép chuyện này. Ông cũng nghe lời cha, ông rất là hiểu ý cha, rất là thương cha. Vì chỗ đó mà con làm cha, vì chỗ đó mà con làm. Nhưng cha cũng không nhận. Cha nói luôn, mùa này thì các bệnh nhân sẽ được ở nhà trọ do bể mưa gió thất thường, còn bắt đầu từ qua Tết là cho che cái trại ngoài ruộng, bệnh nhân được ở ngoài đó chứ không được ở nhà trọ. Đồng ý không? Bệnh này là phải đền, đền tội. Mỗi đứa cái tung cái tung cái tung cái tung, rồi đúng hết 6 tháng mùa khô là hết bệnh đi về. Không cho phép là ngủ nhà trọ. Nhà trọ bây giờ còn cao cấp với bệnh ung thư nữa. Cha nói vậy mới có đúng không? Phải đền. Cha đây mà còn ngủ dưới đất nè, hiện giờ cha không ung thư mà còn ngủ dưới đất nè. Đó, mình có gì đâu mà mình phải đòi ngủ ở nhà lầu cao cấp xe hơi sao hết bệnh. Mình phải đền, mình phải cùng với bản thân mình đền, xác mình đền, trí mình cũng phải đền theo. Vậy cha nói ổng là cái bệnh viện ông muốn xây gì đó ông xây, nhưng mà cái lòng của cha là ở ngoài ruộng không có cho, không có cho xây bệnh viện. Xây bệnh viện xưa lắm rồi Diễm ơi, xây bệnh viện đóng sửa mình, nó vô phòng khám nó đòi quà máy lạnh, rồi phòng sơn phải đúng màu, đúng nghe không? Nó đòi đủ kiểu, ra ruộng ở cỡ như điệu lên giờ nó rừng ở, nó cũng quen ở rừng mà, nó người dân tộc nó rừng mà, phải không con? Có người dân tộc mà chứ không phải không? Vậy thì ở rừng đối với con là bình thường phải không? Vậy cho con vô phòng vách tường này có ở thấy khó không? Ngột ngạt phải không? Ừ, khó chịu lắm nha. Mục đích của cha với phát đồ này là phải như con cua ở bạ, có nghĩa là con cua ở bạ là con cua không có hang, nó kiếm kiếm cái hang của người ta là ở hang cùng vậy đó, giờ nó không có đào hang, gọi là cua ở bạ. Mục đích của cha để trị bệnh nan y cho thế giới là phải như con cua ở bạ. Và ngược lại, cái cách trị bệnh của cha có dành cho những người quyết không? Cái cách mà cua ở bạ nó có dành cho những người quyết không? Người whip là người whip là tiếng Anh nó gọi là very important, tức là nó lấy ba chữ đầu ha, very important là người nhân vật quan trọng. Vậy cái cách trị bệnh của cha có dành cho những người quan trọng không? Vua cũng như thứ dân, giám mục cũng như là điểu lên vậy, hay là những người này không có ai là quan trọng, trật là đủ. Và từ tổng thống cho đến binh nhì phải ở ngoài ruộng,
phải tự sắc thuốc, phải tự nấu cháo. Đó là nguyên tắc của cha. Cãi đi chết đi, ra chưa? Hỏi hồi nãy ông cha sợ ký tên cha có chưa? Cha kêu về đi, không được ở đây nghe. Anh không đủ điều kiện để được ở đây nghe điều cha. Anh muốn nghe điều cha nó lên mạng nghe. Còn ở đây không được phép nghe. Hiện giờ cha nói ở đây, nhưng mà người không đủ điều kiện không được phép nghe. Muốn được phép nghe cha phát tán lên mạng, đó là được nghe tự do. Muốn nghe, muốn share, muốn lấy, muốn chửi, muốn bới cha gì, cứ việc làm tự do trên mạng. Nhưng chỗ này không được phép nghe, vì anh không đủ điều kiện để được ngồi đây. Còn trên mạng thì anh được tự do. Anh share, anh copy cha qua, anh quay phim là anh đưa qua lý khác, anh chửi cha, bình thường. Thượng vàng hạ cám ở trên mạng. Nhưng ở dưới đất chỗ cha làm việc anh không đủ điều kiện để nghe. Vậy cha muốn nói lại, một cái phát đồ cha điều trị. Cho đến ngày hôm nay thì Chúa cũng đã soi sáng cho cha được một cái phát đồ điều trị rất là tuyệt vời. Tất cả mọi thứ khi đưa vào cơ thể con người là phải nano hóa. Cái từ nano hóa này là có những người giỏi người ta hiểu. Còn như các bệnh nhân này chắc cha đón là không hiểu. Thế nè, không biết gì. Ha, không biết gì. Cha lấy ví dụ. Cái chữ na, muốn nghe cha nói giải thích từ nano hóa không? Hả? Con vậy chứ khoa học thế giới nó giỏi nó hiểu, còn con cái mình phải giải thích cho hiểu trước chứ. Không nè. Nano hóa có nghĩa là gì? Giải thích từ chữ na là tiếng Việt, no là tiếng Việt, hoặc là no là tiếng Anh là không. Thế nè, nhưng mà chữ nano viết dính lại nó có nghĩa gì trơn. Tiếng Việt nó không có chữ nano. Vậy chữ nano nó là tiếng Hy Lạp. Cái nghĩa của nó là thằng lùn hay là cực nhỏ. Cái chữ nano là tiếng Hy Lạp. Cái nghĩa của nano là cái nghĩa nó là thằng lùn hay là cực nhỏ. Đó là nano. Vậy thì cơ thể của con người mà cha được hiểu, tất cả mọi thứ mà dung nạp vào cơ thể phải được nano quá, có nghĩa là phải thành nước hết. Cơ thể đó mới là một cơ thể trong sạch vững mạnh. Còn tất cả mọi thứ mà khi đưa vào cơ thể mà không được nano quá thì cơ thể đó nhất định sẽ bị bệnh. Và bệnh thì nhất định sẽ chết. Vậy thì chỉ có một loại đưa vào cơ thể mà được nano quá tại chỗ, đó là trái cây ma hạt giống. Vì trái cây ma hạt giống chính là nước con ơi. Ép ra không phải nước không? Vậy nano là làm cho mọi thứ thành nước. Mình làm cho nó nano, mình làm một cái chất đó cho nó nano, có nghĩa là làm cho nó thành nước. Ngày hôm nay chúng ta làm ruộng, chúng ta trồng bầu, trồng mía, chúng ta còn hốt nấm phân chúng ta rải lên. Nhưng mai mốt đây công nghệ khoa học tiên tiến, chúng ta không còn hốt phân chúng ta rải nữa, mà Mỹ nó ra một cái công nghệ nano cho mấy vừa nói đó. Chỉ cần cầm cái bình xịt, xịt cái chất đó lên cây là tự động là cây tốt. Bởi vì trên cái cây nó có những cái chân, cái cây nó có lông, nó lỗ. Thì khi chúng ta xịt cái chất thuốc đó vào cái cây, tự động hút vào cây là nó lên. Giống như chúng ta cầm nấm phân chúng ta chậu xuống ngọc. Cha đã hiểu ra một điều Chúa dạy cho cha rằng cơ thể của con người phải được nano quá hết. Tất cả mọi thứ mà đưa vào cơ thể, hay là cơ thể con người muốn dung nạp bất cứ thứ gì là phải nano quá. Thì khi đó cơ thể con người là một cơ thể trong lành, trong sạch, vững mạnh và khó lòng mà bị bệnh tật. Vậy muốn để cho cơ thể mình nano quá phải ăn thức ăn mà Chúa dạy là cây cỏ mà hạt giống. Vì đó là thức ăn đã, Chúa đã cho nó nano rồi. Chúa đã cho nó nano rồi. Ví dụ như bây giờ mình cầm một trái xoài, mình không muốn ăn mình ép nước được không? Được không?
Đó, có phải trái xoài đó là nước không? Mình muốn nhai cốc cốc cho nó vui, chứ giờ tôi không muốn nhai, tôi ép. Thắng nè. À, ví dụ như mình muốn một ly sinh tố dâu, mình muốn nhai trái dâu thì nhai, còn không nhai thì ép. Em đúng. Mình muốn nhai cây mía thì nhai, không nhai thì em. Rõ ràng đó là thức ăn mà Chúa đã cho nó nano rồi. Nó là nước. Vậy thì mình đưa thức ăn nó vào cơ thể mình, mà cơ thể mình cần cái chất nano. Bất kỳ một cái chất gì đưa vào cơ thể chúng ta phải nano. Thì lúc đó cơ thể chúng ta mới trong sạch, vững mạnh, mạnh khỏe, cường tráng. Đến một ngày nào đó cơ thể chúng ta nó đã quỵ ngã, nó đã bệnh rồi, thì tất cả mọi sự khi chữa bệnh phải nano. Cơ thể chúng ta phải nano quá. Từ thức ăn cho đến thức uống phải nano. Do vậy mà cái phác đồ cha đưa ra, cái phác đồ bước 1 của ung thư đó là cháo nano. Cháo nano là cháo nước, chứ không phải là nước cháo. Có nghĩa là chúng ta bỏ một nắm gạo vô son, chúng ta nấu cho đến khi nào mà cái hột gạo đó thành nước, gọi là cháo nano. Thì khi chúng tuy rằng cái hột gạo đó nó thành nước, mà mình còn thấy hột gạo, hột cháo không? Nhưng mà nước nó có chất không? Mà khi mình ăn uống cái chất đó vào cơ thể mình, tự động nó phát tán đi khắp nơi. Ví dụ như bây giờ cơ thể chúng ta muốn biết cái bao tử chúng ta nó nhại, chúng ta hiểu liền. Thử thời mình đang ngồi ngon lành vậy mà cho mình ly rượu mình uống vô, 5 phút sau là mình mặt mình ửng đỏ liền không? Cái bao tử mình nó tinh vi như vậy đó. Mình chỉ cần uống một ly rượu vào bao tử thì 5 phút sau là mình cơ thể mình nó thay đổi liền. Vậy thì cái bao tử của mình nó có một cái chức năng cực kỳ. Bất kỳ một cái chất gì vào bao tử mà đã được nano trước khi vào, thì khi vào là tự động nó chuyển đi hết khắp cơ quan. Vì thế Chúa đã cho cha hiểu được một cái chỗ trị bệnh ung thư là tất cả những thức ăn cho người ung thư phải là chất nano mới đưa vào. Vì thế cái bước đầu tiên mà chúng ta khống chế ung thư là cháo nano. Cha nói tới nói thôi, còn phút sau để cho bí mật một chút chứ. Nói hết rồi tao biết đường thế giới này trị hết rồi, mình ế. Chả ai trị được đâu cha. Hả? Chẳng có ai trị được. Cha để dành đó. Chỉ có mình cha. Để dành nó đi con. Dạ. Rồi. Như vậy, cha nói về cái nghề sống không đại hải. Thứ ba là sống tự phục vụ. Thứ bốn là sống đền tội. Bởi vì cái căn bệnh của mình là mình phải đền, chứ không ai đền giùm mình được hết. Trên đời này nếu như có người cứu mình thì thế giới này không đau khổ. Mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta là phải tự cứu mình. Phải không nè? Rồi Đức Phật dạy anh chị em hôm nay có đạo Phật, Đức Phật dạy mình phải tự mình thắp đuốc mà đi. Cho kể câu chuyện vui nè. Hai đứa nó lên phà, nó qua sông. Chiếc phà lớn lắm. Thằng đạo Chúa, thằng đạo Phật, hai đứa nó là bạn thân như lúc. Thì đang trên đường qua sông thì chiếc phà nó là bị sóng đánh đó. Chập chờn chiếc phà nó ốp xuống đổ hết trơn. Hai thằng này xuống sông. Cái thằng đạo Phật á, nó chết rồi anh ơi. Bây giờ tụi mình xuống sông, cái đó chết á, sông nổ. Cái thằng đạo Chúa nó mẹ yên tâm đi, Chúa đến cứu. Đạo Phật nó suy nghĩ rồi, nó nói, nếu mà Chúa cứu thì mình phải chờ thôi. Ta nhớ là Phật dạy tao là phải tự mình thắp đuốc mà đi. Thôi, anh cứ chờ Chúa cứu đi, tôi bơi vô. Thế thằng kia bơi vô tới trong bờ, thằng này nói Chúa đâu, sao không thấy Chúa cứu hồi. Chết quẹt. Thằng đạo Phật nó bỏ tật Chúa cứu mày nha. Phải mày nói, kêu tao cứu, tao chạy ra, tao bơi rước mày vô. Mày chờ Chúa mày cứu mà. Mà trong khi nó quên là Chúa bảo phải tự cứu. Tự cứu lấy mình. Mà nó cứ đợi Chúa cứu. Thằng kia nó bơi vô bờ, nó nói mày, Chúa mày cứu mày mà, tao Phật dạy tao tự thắp đuốc mà đi. Thôi tao bơi vô, mày ở chờ Chúa cứu đi. Phải chi mà mày nói cứu tao đi, tao ra tao cứu. Mày nói Chúa cứu mày mà. Vậy, ở đây chúng ta sống là đền tội. Chúng ta không chờ ai nấu cháo cho ta ăn. Chúng ta đau, chúng ta đã hy sinh hãm mình. Đó là phần phúc mà chúng ta còn được hy sinh. Có đâu mà hơi đau là bắt mọi người phải đau theo là sao?
phải không? Đúng. Ừ. Đúng cái gì bà cũng đài ta cả mấy tháng trời mà đúng. Ừ. Có đâu mình hơi đau là mình đài người ta đâu. Tại sao vậy? Tại cái giáo lý đã dạy mình như vậy. Chúa thương, Chúa cứu, Chúa rước, Chúa đem về. Ờ, chờ đi con. Cái ông đạo Phật cũng nói là mày chờ Chúa, mày cứu mày đi, tao vô trong bờ uống cà phê. Mày ngoài kia mày hỏi chết quen. Chúa mày cứu mày mà. Nó. Thêm một ý nữa là sau khi hết bệnh, chúng ta hiểu được cái lý do mà chúng ta bệnh và chúng ta hiểu được cái lý do mà chúng ta hết bệnh. Đó là chúng ta ăn thức ăn khi còn. Vậy chúng ta trở về quê hương, chúng ta hãy cố gắng giữ cái thức ăn đó vì nó chính là nano cho cơ thể. Bữa nay anh chị em hiểu nhiều về chuyện này chưa? Chị Huệ hiểu nhiều chưa? Chị thấy vừa phải giữ được không? Chị vô cái đây có một tháng mấy hai tháng mà hiểu rồi phải không? Học được nhiều sự phải không? Ừ. Và khi trở về quê hương phải nhớ là mình phải thờ các đấng mà mình đang thờ. Trước khi mình vô đây chữa bệnh mình thờ đấng nào? Thì khi mình về quê hương là mình thờ đấng Đặng Đọ, nhớ chưa? À, con số bà đạo Phật vô đây cái đeo sư chủ thành đạo chúa luôn, nào đi tờ cãi đạo không nào vậy, phải không? Mình đang thờ đấng nào là mình phải thờ đấng đấng đó. Cha không có buộc ai phải theo đạo hết, hiểu không? Mình đang tụng kinh là ở đây cũng tụng kinh, mà về nhà cũng tụng kinh, mà ở nhà đọc kinh thì ở đây cũng đọc kinh, mà về nhà cũng đọc. Đọc kinh có đâu mà có hai đứa đạo chúa với ba đứa đạo Phật theo hai đứa đạo chúa luôn. Cha không chịu chỗ này, đồng ý không? Cha không chịu chỗ này. Ai đạo gì thờ đạo đó nha. Mình ở trong nhà trọ mình có quyền thỉnh tượng Phật vô đó mình thờ, được không? Mình có quyền thỉnh cái tượng chúa vô đó mình thờ. Đó là tự do tôn giáo, không ai cấm mình trong phòng của mình. Và mình tụng kinh trong phòng mình, mình đọc kinh trong phòng mình, chứ không có chuyện mà cào bằng tất cả là thờ chúa. Cha không chấp nhận chỗ này, được không? Như vậy cha khó hay dễ? Hả? Dễ hay khó? Dễ à, cha thấy dễ à. Và nhớ rồi, hết bệnh đừng có theo cha nữa, hiểu không? Hết bệnh là tự ai nấy đi, đường ai nấy đi. Và khi trở về thờ các đứng mà đang cũng thờ rồi thì tiếp theo đó là ăn cây cỏ buông bỏ cho không. Đó là những điều cho khuyên nha. Thì sau 5 tháng, sau 7 tháng chúng ta mở phòng khám. Thì sau 5 tháng chúng ta khám nan y, thì cái kết quả cho chúng ta là một là Phan Văn Khoa. Cái bệnh của anh Khoa là bệnh nhiễm trùng phổi và cao huyết áp vô căn và do na thần kinh. Bệnh này là bệnh viện chạy. Thì anh Phan Văn Khoa được ra khỏi phòng khám này, tức là trở về với một cuộc sống tốt lành ngày 22 tháng 5 năm 2018. Đó là anh Phan Văn Khoa. Bệnh của anh là nhiễm trùng phổi, cao huyết áp vô căn và do na thần kinh. Bệnh này là bác sĩ chạy ngay. Một ca thứ ba đó là Phan Thị Lệ, cao huyết áp vô căn, tai biến mạch máu não. Và chị này cũng đã ra khỏi phòng khám vào ngày 11 tháng 5 năm 2018. Hai chứng bệnh này lớn hay nhỏ? Lớn. Một chị thứ ba mà vừa rồi chúng ta có làm một nghi thức là chị Maria Nguyễn Thị Vui. Bệnh của chị là ung thư tủy. Thì chị này đã ra khỏi phòng khám, trở về với một con người bình thường ngày 24 tháng 6 năm 2018. Đó là mọi người chúng ta đã chứng kiến hết rồi. Thế nào? Bây giờ có một số người sắp tới đây, vào thứ tư ngày 11 tháng 7 năm 2018, tức là hôm nay là thứ bảy, phải không nào? Đến ngày thứ tư thì những người sau đây sẽ được đi đến trung tâm Hòa Hảo ở Sài Gòn. Thứ nhất là bệnh nhân Nguyễn Thị Phương, ung thư vú tiểu đường. Thứ hai là bệnh nhân Nguyễn Thị Thái, tiểu đường cao huyết áp. Thứ ba là bệnh nhân Đào Thị Nhung, ung thư vú. Thứ bốn là bệnh nhân Tô Văn Hùng, ung thư phổi. Thứ năm là bệnh nhân Nguyễn Văn Trí, ung thư phổi.
Thứ sáu là bệnh nhân Nguyễn Thị Liên, ung thư trực tràng. Thứ bảy là bệnh nhân Nguyễn Thị Huệ, thoái hóa khớp gối. Thứ tám là bệnh nhân Lưu Hồng Sương, tiểu đường, hen suyễn. Tám bệnh nhân này sẽ có mặt tại tại đây là tại phòng khám này vào ngày sáng thứ tư, tức là vào lúc 1 giờ sáng thứ tư sẽ có mặt. 1 giờ sáng thứ tư là 1 giờ sáng đúng không? 1 giờ đêm chứ không quên là 1 giờ sáng. 1 giờ đêm ngày thứ tư chúng ta sẽ đến trung tâm Hòa Hảo vào lúc 6 giờ sáng để kiểm soát lại 8 bệnh nhân này. Thì trên đường đi thì có sĩ Tâm, sẽ thầy Tâm sẽ đưa những người này đi. Rồi thì bệnh nhân cứ lên xe ngồi đó thôi. Rồi đến đó thì thầy Tâm sẽ lo lắng cho mình từ cái chỗ này đến chỗ kia. Rồi sau đó lấy xét nghiệm thì mọi người khám xong thì tất cả cùng lên xe trở về đây. Rồi mới trở về phòng trọ nghỉ ngơi. Rồi 2 ngày sau trả kết quả. Thì những ai mà đã sạch bệnh thì cha sẽ làm nghi thức liền tại chỗ cho về quê, ai cũng nhớ nhà trơn rồi không? Còn những ai mà còn chút đỉnh thì cha coi lại hồ sơ, nếu cần thì ở lại điều trị 5-10 bữa. Còn nếu không cần thì cha sẽ làm giấy xác nhận cho về luôn, rồi cha cấp thuốc chỗ. Thì theo ban diện chẩn thì 8 người này khả quan hết, khả thi hết. Khả thi là tức là vượt qua tất cả những chứng bệnh đang cực kỳ chết người. Mừng không? Còn Trung với cha đã nói với con vậy đó con. Con hôm nay con về rồi con tự khám rồi đó. Nếu như con khám con thấy kết quả tốt, con báo cho thầy. Rồi con muốn làm cái giấy chung với những người này thì con vô trong này nha. Còn nếu con cảm thấy con còn chút đỉnh, con muốn trị nữa thì con vô trong này cho trị, nhưng cấm vợ con đi theo. Cha ghét cái vụ mà sai bệnh, sai phòng khám lắm nghe con. Cha đã nhắc quá lại nhiều lần khô nước bọt cha rồi. Còn những bệnh nhân còn lại lo giữ mình để chuẩn bị ra khỏi phòng khám. Bệnh nhân Nguyễn Thị Năm ung gan. Nguyễn Thị Năm thực sự mà nói bây giờ cho đi kiểm tra ung gan là được. Nhưng mà thôi mình giữ bà lại cho bà ngủ, mình thấy cho nó vui. Nguyễn Thị Mười, Nguyễn Thị Sái, Nguyễn Thị Luyện, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Thị Khang, Nguyễn Thị Đương, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Điểu Lên, Nguyễn Thị hết cho rồi cho dễ đọc bà con ơi. Co đâu mà đọc đủ thứ mà bẻ miệng bẻ mồm tùm lum cho mệt quá. Nguyễn Thị hết. Ha. Tất cả những Nguyễn Thị còn lại thì sẽ sắp đặt để đi khám sau. Vậy đi chứ gì đâu mà cần luyện là sao? Đọc không có nổ. Nguyễn Thị Điểu Lên nghe được hơn à. Thế nè. Vậy đi. Không phải cha đổi tên, nhưng mà tại vì cha thấy nó thuận miệng cha đọc luôn cái một. Cho nó khỏe cha, để cha mất công mà bẻ miệng bẻ mồm quá lẻ là cha người Nam kỳ. Mà miễn cho bẻ miệng cực khổ. Rồi, đó là những bệnh nhân Nguyễn Thị này. Dự kiến trong tháng 8 sẽ đi bao một chiếc xe 16 chỗ lên trung tâm Hòa Hảo để mà khám xét nghiệm. Nếu còn chút đỉnh thì về cho ký xác nhận cho về luôn, rồi cho thuốc uống. Vậy mọi người thấy mình vui trong lòng không? Còn Trung đã hết bệnh rồi, đuổi về cho nó vui chứ thật ra nó đâu có bệnh nữa, nó đã trong danh sách đi khám mà đúng không? Con thấy con có hối hận gì không Trung? Buồn không? Không buồn con nha, không buồn. Nhưng mà con cố gắng con về con quay trở lại con làm giấy nha. Hồi nãy giờ nói mà có bà Nguyễn Thị Thái vô không kịp nha. Bà Nguyễn Thị Thái là thứ tư này, sáng thứ tư 1 giờ đêm có mặt ở đây đi thành phố xét nghiệm nha. 1 giờ bữa mấy cha? Lát nữa hỏi lời bệnh nhân thì họ sẽ báo cho bà biết nha. Như cha đã nói là cha sẽ bao cho một chiếc xe 16 chỗ đi cho trả tiền. Đó là quyết định của cha. Nhưng mà còn bệnh nhân thì muốn như thế nào thì cha không biết.
nha. Ví dụ như bệnh nhân muốn hùng tiền đi thì cha không bao giờ cha cản. Đối với cha bao một chiếc xe 2 triệu mấy nhỏ xíu à, cha đã nói rõ như ban ngày vậy. Nhưng mà bệnh nhân có người thì nói cha thôi để tụi con đóng góp ngượng 100 nữa 100 ngàn. Cha thấy điều này hay không phải dở? Cha thấy điều này không phải là điều dở đâu. Bởi vì cha đã cho không bao nhiêu tháng trời được mà thương thì thương cho trót phải nè, nhưng mà trật thì cũng đủ cho trót phải, trật phát đồ là cũng đủ cho trót con. Thương cha là cái tật, cha là vậy, tật này tật chết quánh không quánh chết không bỏ, thương cho trót mà đuổi cũng cho trót, cái gì cũng cho trót hết. Đó là những điều mà cha nhắc nhở bệnh nhân vậy. Có ai ý kiến gì xin mọi người có thể cho cha những ý kiến gì. Xin mời ông Nguyễn Thị Nghĩa hả? Triệu Văn Nghĩa. Cha nghe không được. Tiền xét nghiệm ở bệnh viện thì mỗi người tự đóng được không? Đúng rồi dạ. Cái đó là tự phải bỏ chứ. Tự phải bỏ tiền ra nha. Giống như là cái ngày mà đi vô đây mình xét nghiệm, cha đâu có trả tiền. Đúng rồi dạ. Nha. Tự ai nấy lo đi, bị cái khâu đó nó nhiều quá rồi, không biết y sĩ Tâm không biết lo làm sao. Thế nè, y sĩ Tâm chỉ dắt lên đó rồi nói chuyện với các bác sĩ trên đó đó. Rồi bác sĩ ta lo cho mình, tự mình nói chuyện riêng với bác sĩ rồi mình lỡ mình ghi to hay phiếu nha. Nó không có nhiều tiền đâu. Vậy đó. Rồi còn ai có ý kiến hay nhưng mà dở đâu à. Ý kiến đó cho cũng tán thành dữ lắm mà. Xin mời ông đứng lên nói nha. Thực khi đi khám có phải gì ăn không nhỉ? Đi khám hả? Đi khám thì thức ăn ở đây đem theo. Rồi hay luôn, ý kiến hay. Tất cả là đã nằm trong cái khuôn phép hết rồi, nhưng mà đúng là giáo dân người ta đâu có dở. Hỏi lo phần ăn nha, ở đây lo hết. Tất cả lúc đó ở những người khám này không có đem cháo lên gì, ở đây người ta chuẩn bị sẵn cho lên xe. Rồi tự động là mình có ăn thôi, chứ còn bệnh nhân về đây không có phải lo nấu cháo thôi, đừng nghĩ nấu cháo ngàn. Rồi còn ý kiến gì nữa không? Hả? Những người mà chuẩn bị đi xét nghiệm là thấy vui trong lòng không? Hả? Trên đời này mà đi xét nghiệm hết ung thư là không quá vui còn gì nữa không? Bà Huệ vui không? Vui lắm dạ. Còn chị Phượng, chị gì chứ? Chị Hương hả? Hương, hai chị này thì cũng trong tháng 8 đi xét nghiệm đâu, không có lâu đâu. Mấy chị mà phải gặp cha sớm là cũng đang đi theo tháp tùng ra đi rồi. Nhưng mà thôi thì lần nào nó có vui của lần đó. Nay con chị Hương con thấy khỏe chưa? Khỏe nhiều rồi phải không? Cũng không vô khóc không mà bữa nay cười vậy thôi được quá rồi còn gì nữa. Chị Phượng này thấy ngon lành chưa? Hôm qua tắm nước mặn thấy ok không? Phát đồ này em thấy đã không? Phát đồ này cực kỳ đó. Phát đồ này phát đồ Chúa cho. Phát đồ Chúa ban. Phát đồ Chúa ban cho. Còn sót lại ông cha Tường ăn cái cỏ này Chúa ban cho phát đồ này. Mai mốt Chúa thương gọi ông về rồi thì mình cũng về theo. Thế nè, còn sót lại phát đồ này mình mừng đi. Chứ cha nằm cho suy nghĩ, cha nói chuyện, cha cầu nguyện cho nó. Chúa ơi, nếu mà phát đồ này mà không biết nữa là chắc thế gian này nó chết. Chết hơn chiến tranh, chết nhiều hơn chiến tranh. Thôi thì chúng ta phải cảm ơn Chúa, cảm ơn trời, cảm ơn Phật, cảm ơn xã hội, cảm ơn nha. Vì nhờ có xã hội mà chúng ta mới biết được phát đồ này. Chứ nếu không có xã hội mạng mang chúng ta không biết được đâu nha. Thì cha cũng cảm ơn Chúa là cha cũng biết được phát đồ này. Để rồi cha mạnh dạn cha giúp cho mọi người nha. Cha giúp đỡ cho mọi người trên cái tinh thần yêu thương và cho không. Nó sướng là sướng, Chúa thương là thương chỗ đó. Chứ người ta phát hiện ra vụ này người ta bắn mắt lắm. Thế nè, bắn mắt lắm. Nhưng mà với cha thì chữ bán không có trong bụng. Có ai có ý kiến gì nữa không nè? Vậy thôi chúng ta nghỉ ngơi để chúng ta chuẩn bị khám rồi. Những gì cha đã nói là đã nói, những gì cha đã viết là đã viết, mà những gì cha đã làm là đã làm, không có thay đổi nha.
thay đổi là cho rối cho dữ lắm, hàng ngày cho lo trăm công ngàn việc mà thay đổi cho khổ dữ lắm nha. Rồi mọi người phải nhớ, cha thương mọi người, ban diện chẳng thương mọi người, thì mọi người phải thương cha và ban diện chẳng. Nhiệt thành giúp cho mình thì mình phải nhiệt thành nghe lời, nên giúp riết về nha. Ở giúp riết là về. Bữa nay ông Trần Đại Nghĩa hả? Ông là Trần Đại Nghĩa hả? Trần Văn Nghĩa, Triệu Văn Nghĩa. Bởi vì cho nó Nguyễn Thị Nghĩa là dễ dàng nghe nhất. Bữa nay cơ thể ông nó nhẹ nhàng hơn chưa? Bớt nhiều rồi phải không? Nhưng mà so với ở nhà thì ông thấy bớt nhiều chưa? Trời ơi, ung thư sàn lưỡi mà vậy thôi chứ đậu gì nữa mấy ông? Phải không? Cha thấy là ở đây đúng là phát đồ, giống như cha nói là này, cha cảm ơn Chúa là còn sót lại phát đồ này. Còn sót lại phát đồ này nghe con. Hãy nhìn kỹ cái mặt cha nói à. Còn sót lại cái phát đồ này, cha mà cha đi cái rồi mấy đứa này nó cũng chạy luôn. Ban diện chẳng để chạy luôn. Còn sót lại phát đồ này nè, chưa biết là khóa sao cha đi vô rừng cha ở rồi, kiếm cha còn cực hơn nữa à. Không có dễ kiếm đâu, giờ đây cha bảo phải dẫn về đó là nhẹ rồi đó. Công nhận không? Nhẹ rồi đó con. Mai mốt cha lên là cái dãy núi Hy Mã Lạp Sơn cha ở trên đó. Con biết núi đó không? Con nghe nói cái núi đó không? Cha lên tới cái dãy núi Hy Mã Lạp Sơn cha ở đó rồi, phải cổng đi không? Đừng có bày đặt, bây giờ cha dẫn con về mà cha nói là không có thời gian, đủ thứ công chuyện, mai mốt cha leo lên núi cha ngồi trên đó rồi, có phải cổng lên không? Cái mạng của mình mà mình đâu có giỡn với nó được, phải không nè? Nếu mà mình không trị thì mình chết. Nếu mình trị không kịp thời thì chết gì? Chết quang, phải không nè? Chưa đến lúc chết mà tự nhiên là tôi chết như vậy. Bữa nay chị Phương thấy còn chết, chị Hương Phượng hả? Hương, chị thấy chết quang không? Chị Phượng thấy chết quang không? Bà ở nhà là chết quang không? Ông viện chẳng nói nay bây giờ thấy trong gieo, thấy đẹp hả? Ông nói thấy mặt bà trong gieo giống như là cha đi giảng bên nhà dòng cái mơn. Bà đó bà tên là bà Phước, bà Nhì, bà tinh sạch. Thì đạo Công giáo mình là phải giữ đức trong sạch, nó không được. Bởi vì giữ đức trong sạch thì trúng cái tên bà. Cha đổi qua là giữ đức trong veo. Nói theo bác Kỳ, giữ đức trong veo. Mà nói theo Nam Kỳ của cha là giữ đức trong gieo, không ai biết gì. Hỏi sao cha nói, cha không nói giữ đức trong sạch mà giữ đức trong gieo. Bởi vì bà tinh sạch này nói bà quýnh gì chết. Không nè, kỳ quý. Rồi ha, đó là những điều cha đã nói hết với mọi người. Chúng ta hãy vui vẻ mà làm nha. Đương bữa nay con thấy sao Đương? Đỡ nhiều. Đỡ nhiều hả? À, có cái này cha không quên nhắc nha. Hai cái siêu sắc thuốc đều khác nhau. Một cái siêu mà để tiểu hoa đà giống như cái bình vậy đó. Nó có cái mỏ nóc lên vậy nè. Siêu mà vuông vuông lên vậy nè. Cái siêu đó là siêu sắc thuốc nam 3 chén còn 8 phân, hoặc 4 chén còn 8 phân. Còn cái siêu mà còn lại chén rưỡi là sắc thuốc gì? Thuốc tàu. Thế nào thuốc bắc? Thế nào xin lỗi, sắc thuốc bắc. Cho nên mình sắc mãi cũng còn chén rưỡi thôi nè. Uống riết là đứa nào nó lấy nó đau bụng trơn, no không ăn được. Chúng ta phải bỏ cái siêu đó. Cái siêu đó để dành sắc thuốc bắc. Còn cái siêu sắc thuốc nam là 3 chén còn 8 8 phân nha. Chúng ta cố gắng chúng ta mua lại một cái siêu cho ngon lành. Không có nhiêu tiền đâu. Cứ nghe lời cha mua cái siêu cho ngon lành để sắc cho đúng nghĩa không nè cha. Cha không có dòm, nhưng mà nghe ban diện chẳng về kể lại thì cuối cùng thì cha cũng là hai lúa ngọn chỗ không nghe kể thôi. Nhưng mà nó kể đúng. Thế nè, điểm kế tiếp, có một điều cha cũng không quên nhắc. Ở đây ban diện cha và ban diện chẳng sống rất thật lòng. Có sao nói vậy người ơi? Thì cha mong bệnh nhân phải nói thật. Đau chỗ nào nói chỗ đó, ngứa chỗ nào nói chỗ đó, bớt chỗ nào nói chỗ đó, để chúng ta làm riết cho hết bệnh. Còn này mới đau như kiến cắn mà nó đau quá trời, không biết đường chữa. Hả nè, mình về tới đây là cha con một lòng để lo trị bệnh.
Còn mình ở bệnh viện thì mình nói là trời ơi, mình mới đau cái răng thôi mà mình nói đau luôn cái hàm. Không được. Mình nói vậy là mình giết mình. Hết nè. Cha dặn nha. Đau chỗ nào nói chỗ đó, đau khoảng bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như bây giờ là ông thầy Thanh, ông hỏi ông Trần Luyện, cái miệng anh đau sao, ông kể tôi nghe coi, anh diễn tả coi. Cái ông nói là cái miệng của con đau giống như là bỏ miệng vô trong miệng nhai vậy. Đó, diễn tả như vậy. Anh có diễn tả vậy không? Anh tưởng ở trong phòng khám đó anh nói mà cha không biết. Phải không? Cha phải biết hết. Anh nói gì cha biết cái đó, mà dù cha không ngồi đó nghe. Mọi người phải kể cho cha để diện chẳng mà. Đó nè, do vậy mọi người không có giấu cha được điều gì đâu. Phải trình bày đúng sự thật để cha cuối cùng là người quyết định cho mình. Vì cái phác đồ này là cái phác đồ mà Chúa đã soi sáng cho cha, thì cha là người quyết định sau cùng để cứu lấy mọi người. Còn bây giờ kêu tổng thống Mỹ không cứu được con đâu. Hơn nè, cha cũng nói thẳng kêu Đức Giáo Hoàng cũng không cứu được luôn. Biểu đâu có biết đâu cứu. Biểu không làm lễ cầu nguyện cho linh hồn mình thì được, nhưng mà biểu cũng cứu cái bệnh ung thư được không? Không được. Đó là thực tế là như vậy mà. Đâu mình đâu có cà chớn, đâu kiêu ngạo đâu á nè. Mình nói thiệt để cứu nhau. Nói thiệt để cứu nhau, nhưng mà nói thiệt để giết nha. Nha. Những điều cha nói là cha trải lòng á. Cha trải lòng ra với bệnh nhân, cha xem bệnh nhân như con cái trong nhà thôi. Đau chỗ nào nói chỗ đó, ngứa chỗ nào nói chỗ đó, để cha gãi cho. Còn ngứa mà không nói, không biết đường gãi, gãi chỗ khác là ngứa thêm. Thấy nè, đó là cái lòng cha đang nói hết. Tô Văn Hùng đồng ý không? Tuy ông là người ngoại đạo nhưng mà ông thấy nãy giờ có gì nghe, khó nghe không? Ông Lưu Hồng Sương có khó nghe không? Thấy hả? Ông Nguyễn Thị Sái thấy có khó nghe không? Dễ nghe ha? Bữa nay ông khỏe không? Rồi thôi, cho chúc mừng mọi người, xin mời đứng lên lập kinh nha. Với danh cha và con và đấng trời nam, sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời thành cùng. Chúng con cậy nguyện Chúa nhân từ cho các đấng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi sẽ trong mặt Đức Chúa Trời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin cảm ơn anh chị em nha. Chúng ta theo thầy để khám bệnh nha.